Hành trình về phương Đông. Nguyên tác: Paul Brunton. Người dịch: Quốc Đại. Giọng đọc: Ca Nguyễn. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Book Sonic Studio. Chương 3: Nhà đạo sĩ bên bờ sông Adya. Những tuần tiếp theo, tôi đi qua vùng cao nguyên Deccan và tiếp tục hành trình về phía nam. Tôi đã tham quan nhiều địa danh nổi tiếng nhưng không gặp ai đáng chú ý. Tuy nhiên, một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc tôi tiếp tục tiến bước mà không chút do dự. Một ngày nọ, khi đang trên chuyến tàu đêm xuống Maras, không thể chợp mắt, tôi ngồi dậy để tự kiểm điểm những gì mình đã đạt được. Thật đáng tiếc, kết quả rất ít ỏi và tôi vẫn chưa có dịp gặp bất kỳ đạo sĩ nào. Hy vọng gặp một vị chân sư, tôi đành phải tạm gác lại. Thay vào đó, tôi đã gặp nhiều điều mê tín dị đoan và những tập quán cổ hủ. Giờ đây tôi mới hiểu được những nụ cười hoài nghi và lời cảnh báo của các bạn ở Bombay. Lần đầu tiên tôi nhận ra sự khó khăn trong hành trình mà tôi đang theo đuổi. Nói về các tu sĩ sùng đạo, Ấn Độ không thiếu. Họ là một phần quan trọng trong xã hội nơi đây. Nhưng liệu họ có đáng để tôi bỏ công tìm kiếm hay không lại là một chuyện khác. Khi bạn đi qua một ngôi đền cổ kính đầy hứa hẹn, bạn bước vào với lòng thành kính tiến đến nơi thánh điện. Nhưng khi nhìn vào trong, bạn chỉ thấy những người cầu nguyện ngây ngô, rung chuông để lời cầu xin của họ được các vị thần nghe thấy. Thành phố Maras với những phong cảnh tươi đẹp và những màu sắc rực rỡ khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi chọn ở ngoại ô cách thành phố khoảng 2 dặm, nơi tôi có thể gần gũi hơn với người dân địa phương thế giới sống trong khu vực sang trọng của người châu Âu. Con đường tôi đi nằm giữa những ngôi nhà quét vôi trắng. Trước mỗi nhà đều có hàng hiên rộng trải để đón gió. Khu vực này đầy cây xanh, tạo cảm giác dễ chịu. Cách đó nửa chậm, sông Adya uốn lượn với dòng nước chảy lờ đờ. Hai bên bờ sông là những vườn dừa tỏa bóng mát. Tôi dự định sẽ dạo chơi dưới những hàng dừa hoặc ngồi ngắm cảnh bên bờ sông khi có thời gian rảnh. Sông Adya chảy qua phía nam ngoại ô Maras trước khi đổ ra vịnh Coromandel. Một buổi sáng khi tôi đang đi dạo dọc bờ sông cùng một thanh niên Ấn Độ mà tôi vừa quen, tôi đã chia sẻ với anh ta về mục đích hành trình của mình. Bất ngờ anh ta nắm lấy tay tôi và nói: "Ông nhìn kìa, người đang đi về phía chúng ta là một đạo sĩ yogi. Có lẽ ông sẽ muốn biết về người này, nhưng tiếc rằng rất khó tiếp cận anh ta." "Tại sao vậy?" tôi hỏi. "Tôi biết nơi anh ta ở, nhưng chưa thấy ai dè dặt và kín đáo như người này." "Người lạ đã đến gần chúng tôi. Anh ta cao lớn, dạm dở, khoảng 35 tuổi. Điều khiến tôi chú ý nhất là gương mặt đặc trưng của người da đen. Nước da sậm, mũi tẹt, môi dày, vai rộng. Tóc anh dài, buộc thành búi trên đỉnh đầu. Anh đeo hai chiếc khuyên lớn dưới tay, mặc một chiếc khăn quấn quanh người. Một đầu vắt lên vai trái, vai để trần và đi chân đất. Anh đi ngang qua chúng tôi, bước đi chậm rãi, mắt nhìn xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dường như không để ý đến chúng tôi. Đằng sau đôi mắt ấy chắc hẳn là một tâm hồn sáng suốt, và tôi tự hỏi liệu trong sự im lặng trầm tư anh đang suy nghĩ về điều gì. Tôi bỗng có ý muốn phá vỡ khoảng cách giữa mình và người bí ẩn này. Khi anh đã đi qua, tôi đề nghị: "Tôi muốn nói chuyện với anh ta, chúng ta hãy quay lại." Người thanh niên ngăn tôi: "Ông sẽ mất thời gian vô ích, cứ thử xem biết đâu được." Người bạn đồng hành của tôi lại can ngăn: "Người này sống ẩn dật đến mức không ai biết gì về cuộc đời của anh ta. Anh ta tránh xa tất cả mọi người, kể cả những người láng giềng. Tốt hơn là chúng ta đừng làm phiền anh ta." Tuy nhiên tôi vẫn quay lại và người bạn trẻ phải đi theo tôi. Chẳng bao lâu chúng tôi đã theo kịp người lạ. Anh ta vẫn tiếp tục bước đi mà không biểu lộ dấu hiệu gì rằng biết chúng tôi đang theo sau. Tôi quyết định vượt lên trước và bảo người thanh niên: "Anh nói với anh ta rằng tôi muốn trò chuyện." Người bạn trẻ do dự và lắc đầu từ chối: "Tôi không dám." Không muốn bỏ lỡ cơ hội, tôi quyết định tự mình tiếp cận. Tôi đứng chắn đường người yogi và nói một câu ngắn gọn bằng vốn tiếng Ấn Độ ít ỏi của mình. Người lạ ngước nhìn lên, nở một nụ cười, nhưng lại lắc đầu tỏ ý không muốn bị quấy rầy. Người bạn trẻ của tôi thấy rằng đã đến lúc phải can thiệp. Anh ta nói lời xin lỗi bằng tiếng Tamil. Người yogi không đáp, nét mặt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lạ lùng xa cách. Người bạn trẻ luống cuống nhìn tôi, im lặng trở nên nặng nề và khó xử. Tôi cảm thấy khó chịu và chỉ trong giây lát nữa tôi đã định từ bỏ, chấp nhận thất bại. Ngay lúc đó, người yogi cử động.
Anh ra hiệu chỉ về phía một gốc dừa gần đó và mời chúng tôi ngồi xuống dưới bóng cây. Anh là người ngồi xuống sau cùng và nói vài lời bằng tiếng Tamil với người thanh niên. Giọng nói của anh trong trẻo và ấm áp, gần như tiếng nhạc. Người bạn trẻ của tôi dịch lại. Người đạo sĩ nói rằng anh ta sẵn lòng nói chuyện với ông. Tôi hỏi tên của đạo sĩ và được biết anh ta có một cái tên rất dài. Tôi quyết định gọi anh là Brahma cho dễ nhớ. Tôi nói với người thanh niên, anh nói giúp tôi rằng tôi rất quan tâm đến khoa học yoga và muốn hiểu thêm về nó. Người yogi gật đầu mỉm cười. À, tôi cũng đoán vậy. Vậy anh muốn biết gì cứ hỏi. Đạo sĩ tu theo pháp môn nào? Tôi tu theo pháp môn Hatha Yoga, tức là luyện thân thể. Đây là pháp môn khó nhất. Thân thể con người, đặc biệt là hệ hô hấp, phải được luyện tập và kiểm soát như những con lừa. Sau đó việc kiểm soát thần kinh và trí não sẽ dễ dàng như trò chơi trẻ con. Tu theo pháp môn này có lợi ích gì? Mắt nhìn xa xăm, Rama trả lời, sức khỏe, ý chí và tuổi thọ, đó chỉ là vài điều. Người yogi tu luyện đúng cách sẽ làm chủ được cơ thể và khiến nó cứng rắn như sắt. Đau đớn không còn ảnh hưởng đến cơ thể nữa. Tôi biết một người yogi đã chịu đựng một cuộc phẫu thuật mà không cần thuốc mê. Anh ta chịu đựng đến cùng mà không kêu một tiếng. Người yogi cũng có thể chịu đựng thời tiết lạnh giá mà không bị ảnh hưởng. Tôi lấy sổ ra ghi chép. Câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Chữ viết tốc ký của tôi làm Rama mỉm cười, nhưng anh không ngăn cản. Đạo sĩ có thể cho biết thêm chi tiết không? Được, nếu anh muốn. Thầy tôi từng sống ngoài trời trên dãy Himalaya đầy tuyết mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Người có thể nằm suốt nhiều giờ ở nơi mà nước đông cứng ngay lập tức nhưng vẫn không bị ảnh hưởng. Đó là sức mạnh kỳ diệu của yoga. Và đạo sĩ là đệ tử của ngài? Đúng, nhưng tôi chưa đạt đến mức cao nhất. Dù đã cố gắng luyện tập không ngừng suốt 12 năm, nhưng chắc đạo sĩ cũng đã đạt đến trình độ nào đó và có những quyền năng phi thường. Rama gật đầu nhưng không nói gì. Điều này càng làm tôi tò mò hơn. Tôi hỏi, anh có thể kể về hoàn cảnh nào đã đưa anh trở thành một yogi? Im lặng. Ba chúng tôi ngồi dưới bóng cây bên bờ sông. Tiếng quạ kêu chang lẫn với tiếng chí chóe của vài con khỉ trên cành cây bên kia sông. Bất ngờ Rama nói, được thôi. Tôi đoán rằng anh hiểu câu hỏi của tôi có lý do sâu xa hơn là sự tò mò của một học giả. Anh chỉnh lại khăn quấn trên chai, mắt nhìn xa xăm và bắt đầu kể. Thời thơ ấu tôi là đứa trẻ ít nói và thích sống cô độc. Tôi không thấy vui trong các trò chơi của bạn bè, nên luôn tránh xa họ và thích đi dạo một mình trong vườn cây hoặc ngoài đồng. Ít người hiểu được những gì diễn ra trong tâm hồn một đứa trẻ. Tôi sống cách biệt và thấy cuộc đời không có gì vui. Năm tôi 12 tuổi, tình cờ nghe lén được câu chuyện của người lớn nói về yoga. Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến từ đó. Và những gì tôi nghe khiến tôi tò mò. Tôi hỏi nhiều người và thu thập được vài cuốn sách về yoga. Trong đó có nhiều điều thú vị về các đạo sĩ yogi. Như con ngựa rong ruổi trên sa mạc mong tìm được ngọn suối. Trí óc tôi khao khát hiểu biết. Nhưng tôi chỉ có một mình và không biết làm sao tiến xa hơn. Một ngày nọ tình cờ tôi lật một cuốn sách và thấy câu: muốn tiến bộ trong yoga cần có sự hướng dẫn của một bậc thầy. Những lời này làm tôi băn khoăn. Một bậc thầy? Tôi hiểu rằng để tìm được thầy, tôi phải rời nhà và ngao du thiên hạ. Tự nhiên tôi không thể xin phép cha mẹ, không biết làm thế nào. Tôi lén lút luyện vài bài tập hô hấp mà tôi học được từ sách. Thế chỉ có ích, việc này lại gây hại cho tôi. Tôi không biết rằng luyện hô hấp rất nguy hiểm nếu không có sự hướng dẫn của thầy. Nhưng chỉ quá nóng lòng nên tôi không thể chờ đợi. Sau vài năm luyện tập lén lút, tôi bị đứt mạch máu trên đỉnh đầu. Dường như đó là chỗ yếu nhất. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt và yếu dần. Máu chảy ra nhiều từ vết thương. Tôi tưởng mình sắp chết. 2 giờ sau tôi nhìn thấy một hình ảnh lạ lùng. Một vị đạo sĩ già hiện ra và nói, còn thấy không, luyện tập không đúng cách có thể nguy hiểm đến mức nào. Con hãy nhớ bài học này. Hình ảnh biến mất, nhưng từ đó tôi cảm thấy khá hơn. Và không lâu sau tôi hoàn toàn bình phục. Đây, vết sẹo vẫn còn đây. Rama cúi đầu và chỉ cho chúng tôi thấy một vết sẹo nhỏ trên đỉnh đầu. Anh tiếp tục. Sau tai nạn đó, tôi ngừng luyện hô hấp và chờ đợi thời gian làm giảm bớt sự ràng buộc của gia đình. Khi tôi được tự do, tôi rời nhà và đi khắp nơi tìm thầy. Tôi biết rằng cách tốt nhất để kiểm tra thầy là sống cùng họ vài tháng. Tôi đã chọn nhiều người ở chung với họ, nhưng luôn thất vọng.
Họ đều là những người đứng đầu các tu viện hoặc đạo viện, nhưng không ai làm tôi hài lòng. Lý thuyết thì nhiều, nhưng kinh nghiệm thực tế thì ít. Họ lặp lại những điều đã có trong sách và không thể hướng dẫn tôi về thực hành. Tôi đã gặp 10 thầy nhưng không nản lòng. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ càng tăng và những thất vọng liên tiếp càng làm tôi quyết tâm hơn. Tôi đã trưởng thành, tôi quyết định rời bỏ gia đình, dứt bỏ cuộc đời thế gian và phiêu lưu để tìm thầy. Một ngày nọ tôi đến một làng ở tỉnh Tanjore. Tôi tắm ở sông rồi đi dạo trên bờ. Tôi thấy một ngôi đền nhỏ xây bằng đá đỏ. Tò mò tôi nhìn vào và ngạc nhiên khi thấy nhiều người ngồi quanh một người đàn ông trần truồng. Họ nhìn ông với sự kính trọng vô cùng. Gương mặt ông có vẻ vừa quyền bí vừa tôn nghiêm. Tôi đứng trên thềm và quan sát say sưa. Tôi nhận thấy rằng họ đang học hỏi từ ông về một môn học nào đó. Và tôi có linh cảm rằng ông là một đạo sĩ chân chánh, một bậc thầy tôi đang tìm kiếm, không phải là một học giả lý thuyết. Đột nhiên mắt chúng tôi gặp nhau. Theo một sự thúc giục bên trong, tôi bước vào đền. Vị thầy đón tiếp tôi niềm nở, mời tôi ngồi và nói: "Con đây rồi, 6 tháng nay ta đã được lệnh dẫn con làm đệ tử." Thật vừa đúng 6 tháng kể từ ngày tôi rời nhà, và tôi đã gặp thầy tôi trong hoàn cảnh đó. Từ đó tôi theo thầy khắp mọi nơi, đôi khi thầy xuống tỉnh thành, còn thường thì thầy ở trong rừng sâu. Tôi bắt đầu thu hoạch kết quả nhanh chóng về yoga. Thầy tôi là một yogi thượng thặng về Hatha Yoga, tức là tinh luyện và kiểm soát cơ thể. Yoga có nhiều trường phái khác nhau về phương pháp thực hành. Phái của tôi chuyên về luyện tập cơ thể trước, rồi sau đó là tinh thần. Luyện hô hấp cũng thuộc phái này. Có lần tôi phải nhịn đói suốt 40 ngày để chuẩn bị cho một giai đoạn đặc biệt và nhận được một vài quyền năng của yoga. Một hôm thầy tôi gọi tôi lại gần và nói: "Cuộc sống xuất gia chưa phải là con đường của con lúc này. Con hãy trở về sống cuộc đời bình thường, lập gia đình và sinh con. Đến năm 39 tuổi, con sẽ nhận được nhiều dấu hiệu và khi đó con sẽ tự do rời bỏ cuộc sống thế tục. Con sẽ quay lại rừng sâu để tiếp tục tu luyện cho đến khi công phu hoàn thành. Thầy sẽ đợi con có thể quay lại với thầy." Tôi nghe theo lời thầy trở về quê hương, kết hôn với một người vợ hiền và có một đứa con như lời thầy đã nói. Một thời gian sau vợ tôi qua đời, cha mẹ tôi cũng mất và tôi rời quê hương lần nữa, đến sống ở nhà một bà lão quá bụa đồng hương, người đã biết tôi từ thuở nào. Bà chăm sóc nhà cửa, nấu nướng cho tôi. Vì tuổi già, bà ít nói và kín đáo, nên để tôi sống yên ổn trong cuộc sống ẩn dật theo môn phái của tôi. Kết thúc câu chuyện, Rama đứng dậy và bước chậm rãi về nhà. Tôi và người bạn trẻ cùng đi theo sau qua một rừng dừa và cây cối tùm. Nước sông Adya lấp lánh dưới ánh nắng. Chúng tôi đi dạo theo bờ sông, thưởng thức khung cảnh thiên nhiên. Chẳng mấy chốc, chúng tôi về đến làng. Một cơn gió nhẹ từ biển thổi vào mát rượi. Bên đường một đàn lợn chạy qua, một bà lão chăn lợn dùng gậy đuổi những con đi lạc. Rama quay lại chào từ biệt chúng tôi. Tôi tỏ ý muốn gặp lại anh lần nữa. Anh gật đầu đồng ý. Tôi mời anh đến nhà tôi chơi. Người bạn trẻ của tôi rất ngạc nhiên khi thấy Rama đồng ý đến nhà tôi ngay chiều hôm đó. Chiều đến, tôi ngồi để Rama và sắp xếp trong đầu những câu hỏi sẽ đưa ra. Những câu chuyện về cuộc đời của anh khiến tôi rất hứng thú và muốn tìm hiểu thêm. Khi Rama đến, tôi ra chào đón theo kiểu Ấn Độ để tỏ thiện chí và tôn trọng phong tục địa phương. Rama theo tôi vào phòng khách, ngồi xuống sàn gạch, hai chân xếp bằng. Tôi mời anh ngồi trên ghế, nhưng anh từ chối và thích ngồi trên sàn gạch hơn. Tôi cảm ơn anh vì đã đến thăm và mời anh dùng bánh trái. Anh lặng lẽ ăn. Khi anh dùng xong trà bánh, tôi thấy mình cần chia sẻ về lý do vì sao tôi quan tâm đến cuộc sống của anh. Trong vài câu ngắn gọn, tôi kể về hoàn cảnh và những sức mạnh quyền bí đã dẫn dắt tôi đến Ấn Độ. Rama lắng nghe, sau đó bước đến gần và đặt một tay lên vai tôi. Anh nói: "Tôi rất vui khi biết rằng ở phương Tây cũng có những người như anh. Anh sẽ không mất thời gian vô ích và sẽ học hỏi được nhiều." Ngày đầu tiên tôi gặp anh là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Anh cứ hỏi điều gì muốn biết, tôi sẽ giải đáp nếu có thể. Những lời này đầy hứa hẹn. Tôi hỏi anh về lịch sử, tính cách và mục đích của Hatha Yoga. Anh trả lời: "Ai biết được Hatha Yoga bắt nguồn từ khi nào trong lịch sử? Kinh sách Ấn Độ nói rằng nó được thần Shiva truyền dạy cho nhà hiền triết Giranda. Người này truyền lại cho nhà hiền triết Matsyendra. Và từ đó tiếp tục truyền lại qua nhiều thế hệ.
Chúng tôi không biết rõ tuổi đời của nó, cũng không cần biết. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng trong các môn yoga, đây là môn mới nhất. Vào thời kỳ cổ xưa, có người đã rơi vào tình trạng sa đọa đến mức các vị thần phải đưa ra một phương pháp giải thoát tâm linh thông qua việc thực hành trên thân xác. Pháp môn này chỉ được ít người hiểu rõ và thực hành đúng cách. Phần đông hiểu sai và tập luyện khổ hạnh điên rồ, thường bị gán sai cho Hatha Yoga mà không ai đính chính. Anh đi lên Benares sẽ thấy có người nằm trên bàn chông sắc nhọn hoặc đưa cánh tay lên trời suốt nhiều năm đến khi cánh tay chết mất và móng tay mọc dài. Người ta nói họ thực hành Hatha Yoga nhưng thực tế không phải. Họ chỉ làm quen ổ danh dự của pháp môn này. Mục đích của Hatha Yoga không phải là quỷ hoại thân xác để làm những trò lạ mắt cho người đời. Những người khổ hạnh này chỉ là kẻ dốt nát, không biết gì về mục đích của yoga. Họ chỉ là những người bày trò để kiếm ăn. Tôi có nên trách họ không? Nếu các đạo sĩ chân tu ngày càng hiếm và giữ kín bí pháp, thì những sự lạm dụng này sao tránh khỏi? Rama nhún vai đáp: Ông vua có bao giờ phải bày ngọc ngà châu báu trước mắt mọi người? Không, ta cất giấu trong kho tàng. Pháp môn yoga có kho tàng nào quý hơn? Chúng tôi không nên phơi bày ở giữa chợ. Ai muốn biết thì hãy tự ra công tìm. Đó là cách duy nhất. Kinh sách Ấn Độ luôn dặn dò truyền bí pháp cho những đệ tử đã qua nhiều thử thách. Yoga của chúng tôi là môn bí mật nhất vì nó đầy nguy hiểm, không chỉ đối với môn đồ mà còn với kẻ phạm tục. Anh nghĩ tôi được phép tiết lộ những điều khác hơn nguyên tắc cơ bản sao? Tôi hiểu. Tuy nhiên có một phần của Hatha Yoga tôi có thể nói cho anh, đó là phương pháp luyện ý chí và thân thể để có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn trên đường tu tập. Đó là điều mà nhiều người phương Tây muốn biết. Chúng tôi có gần 20 tư thế, tiếng Phạn gọi là asana, để tăng cường các bộ phận và cơ quan trong cơ thể, chữa hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Một tư thế ảnh hưởng đến các điểm quyệt trong hệ thần kinh, giúp cho các bộ phận suy yếu hoạt động mạnh mẽ trở lại. Môn phái của các anh có dùng thuốc chữa bệnh không? Nếu cần, chúng tôi dùng một vài loại thảo dược hái vào tuần trăng lên. Chúng tôi có 4 phương pháp để giữ cơ thể luôn khỏe mạnh. Đầu tiên là nghỉ ngơi để xoa dịu thần kinh và trí não. Thứ hai là tĩnh tọa. Thứ ba là tẩy uế cơ thể bằng các phương pháp mà có lẽ người phương Tây cho là kỳ lạ nhưng rất hiệu quả. Cuối cùng là khí công, tức luyện và kiểm soát hơi thở. Tôi yêu cầu anh biểu diễn một vài bài tập. Rama mỉm cười và nói: Những gì tôi sẽ chỉ cho anh không có gì là bí mật. Chúng ta bắt đầu bằng cách nghỉ ngơi. Điều này chúng ta có thể học từ con mèo. Thầy tôi thường để một con mèo giữa các đệ tử và chỉ cho họ thấy cách ngồi hoàn hảo của nó khi nó ngồi yên không chút cử động. Người dạy họ quan sát khi nó ngồi ngủ trưa hoặc ngồi trên bên lỗ chuột. Người chỉ họ thấy rằng con mèo biết cách dưỡng sức, biết bảo tồn sinh lực, không tiêu hao một chút nào. Anh tưởng rằng anh biết cách nghỉ ngơi, nhưng thực ra anh không biết. Anh ngồi trên ghế một lát, rồi ngã bên này dây bên kia hoặc trễo chân, rồi lại duỗi thẳng chân ra. Mặc dù anh vẫn ngồi trên ghế và trông có vẻ thoải mái, nhưng trí óc anh có nghỉ ngơi không? Đó chỉ là một hình thức hoạt động âm thầm. Tôi ngạc nhiên. Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Rama tiếp tục. Loài vật biết cách nghỉ ngơi, dưỡng sức, nhưng ít người biết được cách này. Đó là vì loài vật được bản năng hướng dẫn, trong khi con người lại bị lý trí chi phối. Vì con người phần nhiều không kiểm soát được trí óc, nên thần kinh và cơ thể đều bị ảnh hưởng, và bởi đó họ không biết cách nghỉ ngơi thực sự. Tôi hỏi, vậy phải làm sao đây? Rama trả lời, điều đầu tiên anh cần tập là ngồi xếp bằng theo kiểu phương Đông. Ghế bành tuy rất hữu ích cho khí hậu lạnh, nhưng anh cần tập ngồi không có ghế trong thời gian luyện tập để chuẩn bị nhập môn yoga. Cách ngồi của chúng tôi thật ra rất thoải mái. Sau khi làm việc hay đi bộ, nó đem lại sự nghỉ ngơi cho toàn thân. Phương pháp đơn giản nhất là trải chiếu dưới đất rồi ngồi lên, xếp hai chân và trễo hai bàn chân. Không nên cảm thấy gò bó hay căng thẳng và đừng co bắp thịt lại. Tôi ngồi xuống đất đối diện với Rama theo như cách anh miêu tả. À đúng rồi, anh ngồi được dễ dàng. Rama nói, nhưng nhiều người Âu không ngồi được vì chưa quen. Anh có một điểm cần sửa. Hãy giữ cho xương sống thẳng, đừng cong. Bây giờ để tôi chỉ cho anh cách ngồi khác. Rama đưa hai đầu gối lên tới tận cằm, vẫn giữ hai bàn chân tréo và ôm chặt quanh đầu gối bằng hai tay. Anh nói, cách ngồi này có vẻ đơn giản quá, nhưng trong phép nghỉ ngơi chúng tôi không cần gì phức tạp. Thực vậy,
nhưng cách đơn giản nhất lại đem đến kết quả tốt. Anh hãy nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, hai ngón chân cái đưa ra ngoài, hai tay mở ra và đặt ở hai bên thân mình, buông xuôi các bắp thịt, nhắm mắt lại và để toàn thân đè lên sàn gạch. Không nên tập kiểu nằm nệ trên giường vì cần giữ cho xương sống hoàn toàn thẳng. Dùng một cái chăn trải trên sàn gạch. Trong cách nằm nghỉ này, các lực lượng tự nhiên sẽ giúp anh phục hồi sinh lực. Chúng tôi gọi nó là thế nằm của xác chết. Khi đã quen, anh có thể tập nghỉ ngơi trong tư thế này suốt hàng giờ nếu muốn. Những tư thế này làm cho các cơ không bị căng thẳng và xoa dịu thần kinh. Sự nghỉ ngơi của cơ bắp phải đi trước sự nghỉ ngơi của trí não. Tôi nói, thật vậy, các phép tập của anh dường như chỉ là ngồi yên lặng bằng cách này hay cách khác. Rama mỉm cười và đáp, anh nghĩ như vậy là sai lầm. Người phương Tây chỉ biết hoạt động, nhưng không vì thế mà coi thường sự nghỉ ngơi. Sự tình dưỡng của thần kinh hệ rất quan trọng. Sự nghỉ ngơi dưỡng sức là nền tảng của yoga, nhưng không chỉ có chúng tôi mới cần đến nó, mà thế giới phương Tây của anh còn cần hơn. Rama nói thêm, bài học chiều nay đã đủ rồi, bây giờ tôi phải đi. Tôi cảm ơn anh về bài học và yêu cầu anh chỉ dạy thêm. Anh đáp, sáng mai hãy gặp tôi trên bờ sông. Anh choàng lấy khăn trên chai và chắp tay chào từ biệt. Tôi gặp lại Rama nhiều lần. Theo ý muốn của anh, tôi tìm anh khi anh đi dạo buổi sáng trên bờ sông. Nhưng khi tôi mời anh về nhà thì anh đến vào buổi chiều. Những điểm đó rất hữu ích vì dường như Rama sẵn sàng chia sẻ kiến thức sâu rộng của anh dưới ánh trăng hơn là dưới ánh mặt trời. Một ngày nọ tôi hỏi anh về một điểm làm tôi thắc mắc. Tôi nghĩ rằng người Ấn Độ có da nâu hoặc đồng, nhưng Rama lại có da rất sậm. Anh cho biết anh thuộc dân tộc bản địa Dravidian, đã sống ở Ấn Độ từ đầu. Khi dân tộc Aryan từ trung tâm Á Châu xâm chiếm, họ đẩy dân tộc Dravidian xuống phía nam. Người Dravidian vẫn là dân tộc riêng biệt, dù hấp thụ tôn giáo của người Aryan. Mặt trời nhiệt đới làm da họ sậm màu, kết hợp với những bằng chứng khác khiến vài nhà nhân chủng học nghĩ rằng họ có nguồn gốc từ châu Phi. Nhưng ngày xưa người Dravidian vẫn để tóc dài cột thành búi nhỏ sau gáy và nói các thổ ngữ địa phương, tiếng Tamil là quan trọng nhất. Rama khẳng định rằng người Aryan đã hấp thụ đạo pháp yoga của người Dravidian cũng như nhiều ngành văn hóa khác. Nhưng khi hỏi vài nhà trí thức Ấn Độ, họ cho rằng không phải. Tôi xin nhường lại cho các học giả giải quyết vấn đề này. Không có ý định viết một đề luận về thể dục yoga Ấn Độ. Tôi chỉ nói qua về nguyên tắc của các pháp môn này. Các tư thế asana mà Rama biểu diễn cho tôi xem dưới bóng mát hàng dừa hoặc tại nhà tôi gồm các bài tập rất kỳ lạ và khó khăn đến nỗi người phương Tây thấy lố bịch và không thể làm được. Một số tư thế gồm chống hai tay xuống đất, nếp khuỷu tay vào hai bên hông và nâng đỡ toàn thân trên đầu ngón tay, ngồi xếp bằng, chéo hai tay ra sau lưng và đưa tay ra trước để nắm ngón chân cái, hoặc cả hai tay hai chân chéo lại với nhau như khúc. Các tư thế này nhìn như phát chân lên cổ hoặc lên chai, hoặc ngồi dạng dẻo thân mình kỳ dị. Nhìn Rama biểu diễn, tôi nhận thấy sự khó khăn của Hatha Yoga. Tôi hỏi, tất cả có bao nhiêu tư thế? Rama trả lời, Hatha Yoga có tất cả 84 tư thế, nhưng tôi chỉ mới biết 64 tư thế mà thôi. Anh vừa nói vừa biểu diễn một tư thế mới và giữ dưỡng thế ngồi đó một cách tự nhiên, dễ dàng như tôi ngồi trên ghế bành. Hình như đó là tư thế quen thuộc của anh. Tôi thấy tư thế này không khó làm, nhưng chắc chắn không dễ chịu. Chân trái xếp cong lại, bàn chân đụng vào hông bên phải đặt dưới thân mình, chân phải xếp lại chịu hết sức nặng của toàn thân. Tôi hỏi, tư thế này có lợi ích gì? Rama trả lời, kèm với một phương pháp thở đặc biệt, người yogi sẽ cảm thấy khỏe khoắn và trở lại như hồi niên thiếu. Tôi hỏi thêm, còn phương pháp thở đó như thế nào? Anh đáp, tôi không được phép tiết lộ điều đó. Tôi tiếp tục, nhưng làm như vậy có mục đích gì? Rama giải thích, vấn đề ngồi hay đứng trong một tư thế thế nào và trong một thời gian bao lâu không quan trọng. Sự tập trung ý chí cần thiết để thực hiện các tư thế đó một cách đúng phép sẽ kích hoạt những sức mạnh tiềm tàng trong chúng ta. Những sức mạnh đó là những bí mật của tự nhiên. Chúng chỉ phát triển hoàn toàn khi kết hợp với các phương pháp luyện hơi thở, vì hơi thở có những quyền năng rất nhiệm màu. Anh tiếp tục, sự kích động những sức mạnh tiềm tàng đó là mục đích chính của Hatha Yoga. Có những tư thế giúp chúng ta kiểm soát giác quan và luyện tinh thần, vì ai cũng biết rằng thể xác có thể ảnh hưởng đến tinh thần. Trong các giai đoạn cao cấp của yoga, khi hành giả phải thiền định trong nhiều giờ, tư thế ngồi rất quan trọng,
vì nó giúp tập trung tư tưởng, tăng cường sức mạnh ý chí. Như vậy bạn thấy Hatha Yoga có ích lợi như thế nào? Tôi hỏi, còn những tư thế dạng dẻo thân mình thì sao? Rama trả lời, bạn đã biết rằng các trung tâm thần kinh quan trọng nằm rải rác trong cơ thể. Mỗi tư thế có tác dụng đến một trung tâm nhất định, kích thích các trung tâm này có thể ảnh hưởng đến các bộ phận trong cơ thể và hoạt động của trí não. Những tư thế dạng dẻo đó là để kích thích các trung tâm thần kinh mà không có cách nào khác để làm được. Tôi bắt đầu nhận ra rõ hơn về những nguyên tắc cơ bản của Hatha Yoga, môn thể dục này so với các phương pháp thể dục phương Tây như thế nào. Tôi bèn hỏi Brahma, anh nói, tôi không biết rõ các phương pháp phương Tây, nhưng tôi thấy những binh lính Anh tập luyện ở một quân trại gần Madras. Nhìn họ tập luyện, tôi hiểu mục đích của các huấn luyện viên là tăng cường các bắp thịt. Họ vận động tay chân mạnh mẽ để làm nở nang bắp thịt và đối lại với sức mạnh nhiều hơn. Điều này phù hợp với khí hậu lạnh lẽo ở các xứ miền Bắc. Tôi hỏi tiếp, theo anh thấy, phương pháp thể dục Đông và Tây khác nhau thế nào? Rama trả lời, phương pháp yoga thực ra chỉ là các tư thế, không cần vận động tay chân khi đã giữ vững được một tư thế. Thế vì làm nở nang bắp thịt để có sức mạnh phụ trội, chúng tôi nhắm mục đích tăng cường sức chịu đựng dẻo dai của cơ thể. Chúng tôi cho rằng làm nở nang bắp thịt tuy hữu ích, nhưng sức mạnh điều khiển bắp thịt mới quan trọng. Nếu tôi chỉ cho anh một tư thế đặc biệt, một người phương Tây có lẽ sẽ làm nhanh chóng và vội vàng. Như vậy anh sẽ không thu hoạch được những lợi ích bằng cách thực hành đúng phép như một người yogi. Tôi hỏi, làm thế nào mới gọi là đúng phép? Rama trả lời, người yogi thực hiện một tư thế chậm rãi, có ý thức và giữ vững tư thế đó trong vài phút. Để tôi chỉ cho anh xem một tư thế vận dụng toàn thân. Rama nằm ngửa xuống đất, duỗi thẳng hai chân và hai tay dọc theo thân mình. Anh đưa hai chân lên, giữ hai đầu gối thẳng, cho đến khi hai chân gần làm thành một góc đứng với sàn gạch. Anh dùng hai tay đỡ lưng, hai khuỷu tay chống trên sàn gạch và giữ thân mình bằng hai tay. Sức nặng toàn thân được chống đỡ bằng hai chai, gáy và đầu. Sau khi giữ vững tư thế này trong 5 phút, anh từ từ hạ hai chân xuống, ngồi dậy và giải thích. Tư thế này dồn máu xuống bộ óc do trọng lượng của nó trong vài phút. Lúc bình thường, máu được đưa lên đầu do sức vận động của tim. Sự khác biệt là trong tư thế này, máu dồn xuống óc gây ảnh hưởng xoa dịu cho bộ óc và thần kinh. Đối với những người làm việc trí óc như các nhà bác học, học giả, sinh viên, việc thực hành tư thế này sẽ đem lại sự khỏe khoắn cho bộ óc và trí não khi họ cảm thấy mỏi mệt. Nó còn tăng cường bộ phận sinh dục. Nhưng người ta chỉ thu thập được những lợi ích đó bằng cách thực hành theo phương pháp của chúng tôi, chứ không phải làm nhanh chóng như người phương Tây. Tôi nói, nếu tôi không lầm, bạn muốn nói rằng phương pháp yoga giữ thân thể trong trạng thái yên tĩnh và thăng bằng, còn phương pháp luyện tập phương Tây làm cho nó bị náo động. Rama đồng ý, đúng như vậy. Rama còn biểu diễn cho tôi xem vài tư thế khác và giải thích lợi ích của mỗi tư thế. Tôi biết một tư thế có tác dụng tăng cường tủy sống, chữa các chứng bệnh thần kinh suy nhược và giúp máu huyết lưu thông điều hòa. Trong một tư thế khác, các trung tâm thần kinh ở cổ, vai và chân được kích thích mạnh mẽ và bộ ngực chịu ảnh hưởng tốt. Người phương Tây thường coi người Ấn Độ là một dân tộc chậm tiến, di sản của khí hậu nóng bức và sự thiếu ăn. Họ sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Ấn Độ đã từ lâu có một phương pháp thể dục tinh vi và quyền diệu như thế. Chúng ta biết rằng các phương pháp thể dục phương Tây có giá trị rất lớn, nhưng ai dám kết luận rằng nó đã hoàn toàn? Ai dám nói rằng nó không cần cải tiến thêm về các phương diện phát triển cơ bắp, bảo tồn sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật? Biết đâu nếu phương Tây áp dụng phương pháp khoa học để nghiên cứu Hatha Yoga, chúng ta có thể hoàn thiện hơn về sinh lý học và tiến thêm một bước trên con đường tìm kiếm một đời sống lành mạnh. Tuy nhiên, người ta phải nhìn nhận rằng chỉ có khoảng chục tư thế yoga là để tập luyện và thực hành, còn lại khoảng 70 tư thế khác, cái nọ kỳ lạ hơn cái kia, chỉ có thể hấp dẫn những thanh thiếu niên hăng hái, trẻ trung và mềm dẻo. Rama cũng thừa nhận điều này. Tôi đã khổ công tập luyện mỗi ngày suốt 12 năm mới có thể làm chủ được 64 tư thế mà tôi biết, và tôi cũng may mắn bắt đầu tập khi còn trẻ. Vì người lớn tuổi mới bắt đầu tập có thể gặp nguy hiểm. Các bắp thịt, gân xương của họ đã cứng và không quen vận động nên dễ bị đau đớn. Tuy vậy, với sự kiên nhẫn, người ta cũng có thể thu được kết quả mỹ mãn. Rama nói tiếp, người phương Đông chúng tôi có thói quen ngồi xếp bằng từ nhỏ, đó là thế ngồi căn bản, làm nền tảng cho các tư thế khác và có ảnh hưởng tốt. Anh ngồi xếp bằng hai chân giống như thế ngồi của các tượng Phật mà tôi đã thấy. Anh giải thích,
Thế ngồi này gọi là liên qua tọa bộ. Nó rất quan trọng vì là thế ngồi của nhà đạo sĩ khi thiền. Nó giúp thân thể vững vàng, tránh bị ngã khi xuất thần trong cơn nhập định. Điều này rất có thể xảy ra. Tuy rằng nói chung các đạo sĩ có thể xuất thần và nhập định theo ý muốn. Anh hãy nhìn xem, trong thế liên qua, hai chân xếp bằng tròn đem đến cho thân mình một nền tảng vững chắc. Nếu thân mình không vững thì tâm thần bất định. Còn trong tư thế này, người hành giả cảm thấy yên ổn và tự tin. Nó giúp tập trung tư tưởng, điều rất quý đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng thường dùng thế ngồi này để luyện hơi thở vì sự phối hợp của hai điều này. Vì sự phối hợp của hai điều này làm kích hoạt luồng quả hậu tiềm tàng trong cơ thể và giúp người hành giả khai mở một vài quyền năng. Câu chuyện đến đây đã kết thúc. Rama đã biểu diễn cho tôi xem nhiều tư thế khó khăn, những thế ngồi dặn dẹo lạ lùng, và tôi không còn nghi ngờ rằng anh đã hoàn toàn làm chủ thể xác của mình. Có người phương Tây nào đủ kiên nhẫn để thực hành những bài tập khó khăn và phức tạp như thế? Có người phương Tây nào có thời gian để tập luyện theo pháp môn này?